Ping Online ở Trung Quốc. Công Hua được lựa chọn là nhà tù đầu tiên tại Trung Quốc, cũng như trên thế giới, đi vào hoạt động hình thức mua sắm kỳ lạ này. Trong thời gian thí điểm từ đầu tháng 1 đến hết tháng 4, các tù nhân đã thực hiện hơn 13.000 đơn đặt hàng, mua hơn 400.000 sản phẩm. Theo ghi nhận không có trường hợp nào gặp vấn đề về chất lượng hoặc trong khâu vận chuyển. Tù nhân được toàn quyền sử dụng các trạm mua sắm trực tuyến, bố trí tại các sảnh lớn của mỗi tầng nhà tù, để mua những món đồ mà mình thích. Hiện tại, có khoảng hơn 200 mặt hàng, gồm 68 nhóm sản phẩm, chủ yếu là nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ dùng học tập, thực phẩm ăn kiêng, thuốc lá, quà tặng. Theo thống kê, nhờ áp dụng hình thức mua sắm online nên các mặt hàng được cung cấp dành cho tù nhân đã đa dạng hơn 60% so với mô hình truyền thống. Tại đây, mỗi tù nhân sẽ được cấp cho một tài khoản riêng và đăng nhập dựa trên mật khẩu hoặc sử dụng dấu vân tay của họ. Mức giá mà các tù nhân phải bỏ ra cũng tương đương với bên ngoài. Thí dụ như một chai Coca-Cola 500ml được bán với giá 2,5 tệ, khoảng 8.000 đồng, hay một đôi dép có giá khoảng 39 tệ, khoảng 131.000 đồng. Bên cạnh các máy thanh toán, nhà tù cũng bố trí một hệ thống tủ lạnh để tù nhân cất giữ đồ uống với tên của họ được dán bên trên. Theo thống kê, các loại nhu yếu phẩm như mì gói, sữa, thịt, xúc xích và thuốc lá là những mặt hàng bán chạy nhất. Mỗi tù nhân chỉ được mua sắm duy nhất một lần trong tháng nên họ thường sẽ phải chuẩn bị trước một danh sách những món đồ cần mua. Đầu tiên, tôi không biết cách sử dụng máy thanh toán, vì vậy tôi đã tránh sử dụng nó. Một tù nhân 52 tuổi, người chưa từng mua sắm trực tuyến trước đó, cho biết, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của cảnh sát và các tù nhân khác, dần dần tôi đã quen với nó. Điều này sẽ giúp tôi thích nghi tốt hơn với xã hội sau này, sau khi tôi ra khỏi tù. Thương mại điện tử được xem là nét đặc trưng tại Trung Quốc, khi mà gần như mọi thứ đều có thể được mua trực tuyến và bằng những phương thức đơn giản như quét mã QR, sử dụng dấu vân tay. Thậm chí, nhiều ăn mày tại Trung Quốc còn xin tiền khách đi đường bằng cách quét mã QR và chuyển tiền vào ví điện tử. Nguyễn Nguyễn